Xin chào các bạn nhá, lại là Lộc đây. Hôm nay thì có một người góp ý mình ấy là từ giấy làm video thì không chào các bạn nữa đấy, và không chào anh chị em nữa, mà bây giờ phải chào là chào bà con đấy. Thì từ nay có khả năng Lộc sẽ đổi là xin chào bà con nhá, chào bà con cho nó có cái gì đó Việt Nam. Thì mình đang đầy rẫy năng lượng và mình muốn làm một cái video để giúp đỡ các bạn hoàn thiện cái kỹ năng ballad nhá. Và thực chất thì nó sẽ là dạy một cái bài hát, hướng dẫn một cái bài hát, đó là cái bài hát All the Heaven, đấy, cả thế giới cũng ca hay sao á, dịch sang tiếng Việt như vậy. Thì mình cũng không thuộc cái bài này tiếng Việt lắm, nhưng mình ngày xưa thì cứ nghe của Hillsong họ hát từ ngày xưa rồi, thì cho nên giờ bỏ tiếng Việt thì nó hơi ngượng. Thì mình chưa thuộc cái tiếng Việt nó, nhưng mình sẽ dạy bằng tiếng Anh luôn nhá. Thì các bạn học cho mình đó là hợp âm đô trưởng này cho cái bài này. Đô trưởng có tình cảm và nhẹ nhàng thôi, con quen rồi đúng không? Thì cái bài này nó hoàn toàn là trên trùm đô trưởng nhá. Xong đến là son trưởng nhá. Son trưởng đây hoặc là đây cũng được, nhưng mình sẽ đánh ở đây, bởi vì là đô trưởng đi thế này sẽ tiện hơn là đánh ở đây. Rồi đến pha trưởng. Pha trưởng chỉ là son trưởng đến đầu mà thôi đúng không? Rồi ta có đô, pha và son. Đô, pha và son là cái cơ bản nhất của đô trưởng rồi. Và có la thứ là thằng song song với thằng đô trưởng. Đấy, thằng la thứ, đấy chưa? Đô trưởng ở đây nhá. Đô trưởng ta có ngón áp út ở dây số 5 ngăn 3 đấy. Còn la trưởng ta sẽ đưa cái ngón áp út này xuống dây số 3 ngăn 2. Thế thôi, thay đổi có một ngón rồi. Tiếp theo là ta sẽ có dê thứ nhá. Rồi, bài này là như vậy. Và trong cái đoạn dằn dữ của nó thì nó có dây trưởng, dây thứ đây và dây trưởng đây. Thực ra dây thứ và dây trưởng nó chỉ cách nhau một nốt pha thôi. Dây thứ là nốt pha thường, dây trưởng là nốt pha thăng nhé. Thì dây thứ các bạn bấm là cái ngón trỏ nó ở đây, pha thường. Còn dây thứ thì các bạn đổi ngón trỏ thay cho cái chỗ của ngón áp út, thay cho chỗ của ngón giữa để cho cái ngón giữa nó xuống cái pha thăng. Tôi có ra trưởng để nghe nó ngang ngang một chút cho các đoạn này, để nó vào điệp khúc nó dần dữ cho nó hay. Thì bài này đấy, được cái bài này đấy, nó được mệnh danh là bài hát cao trào. Bài hát cao trào thì có nghĩa là chúng ta sẽ đánh với cái tiết tấu rất là mạnh mẽ và sức mạnh với cái bài hát này một chút, tức là chúng ta sẽ gần như là sẽ không cần phải giải nhẹ nhàng này, không phải đánh à. Holy, holy. Are you Lord? Là mất cái hay của bài hát này đi. Bài hát này nó không chậm như thế, nó không tình cảm như vậy, và bài hát này nó mang cái sức mạnh của cái sự cao trào, của sự tôn linh rất là lớn nhá. Thì nó thường hát vào cuối chương trình thập vượng. Thì cái bài hát này đấy thì các bạn sẽ vào được khúc luôn. Nếu các bạn muốn dạo thì các bạn để cho anh piano anh dạo. Còn dạo bài này thì nếu mà dạo thì sẽ như thế này. Muốn dạo guitar ta sẽ đánh ba hợp âm thôi. Đánh cái quạt này. Đấy, còn cứ dạo vậy thôi thì bắt đầu vào hát. Thì các bạn có thể nghĩ ra cái điệu quạt nào hay hơn để các bạn dạo thôi, chỉ dạo từ đô pha son và đô thôi nhá. Thì nó cứ dạo như vậy, đừng dạo dài quá, để vì đang cảm xúc thì ta phải nên hát luôn. Đó, thì nó sẽ là Holy, holy, are you Lord. Đây là mình khuyến khích là các bạn là quạt luôn như thế, không đánh dạo thì các bạn không đánh móc, không đánh tỉa. Các bạn thấy này. Holy, holy, are you Lord. Đấy, các bạn cứ đánh xuống nào. The earth is filled with your glory. Ở đây các bạn sẽ đánh glory này. Glory này sẽ đánh ba bơm thôi. Your glory. Đấy, về son nhá. Gần như là toàn đánh xuống rồi. Let the nation rise to thee, all and faith to your name. Mi trưởng nhá. Ở đây mình sẽ quên chia sẻ các bạn, đó là hợp âm mi trưởng này. Mi trưởng nhá. Mi trưởng để dằn vào la thứ. Được. Thì cái đoạn đầu nó cứ như vậy thôi, chỉ có đánh xuống thôi. Holy son, xuống xuống đô,
So when the earth flies, we flow with the door. Và son này, hát tiếp này. Đấy, chỉ có mỗi cái đoạn từ giờ lên này để vào, để lối vào là các bạn hất lên và quạt xuống thôi. Let your faith, tùy vào cảm xúc mà ta đánh. Shine on us and the world will love you. Đi ba lát thôi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống nào. From the heaven, show your way. Rồi, ba lát hoàn toàn đúng không? Không có gì cả. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn là hợp âm nó sẽ đi như thế này. La sang si le so fe son den lu sai on earth as a world's fire. Thực ra thì các bạn đã học những bài trước rồi, thì bài này rất là dễ rồi, nó chỉ là ba lát quạt xuống xuống đúng không? Show your face, beautiful tones, xuống xuống thì cứ thế rồi nhá. Đọc hai cái mồm mới có thể vừa phô diễn nhịp vừa hát được, thì đấy là chia sẻ với các bạn như vậy. Chỉ có xuống đi, xuống đi, xuống rồi. Thì cái đoạn này nó có một cái đoạn và ban thờ phượng đưa cho hội chúng đi đến với cái việc là mức độ thông minh cao nhất để giao tiếp với Chúa trong giờ thờ phượng rồi. Thì chúng bạn nên có đoạn ngâm. Đoạn ngâm thì gần như là guitar, các bạn sẽ phải tỉa tí để hòa vào ban nhạc. Nhưng nếu mà các bạn ít nhạc cụ thì các bạn sẽ chơi theo kiểu như thế này, chơi theo kiểu này. Đấy là cái đấy là mình hướng dẫn, đây là hướng dẫn sự thờ phượng nhé các bạn nha. Đấy, tạo ra bầu khí thực linh này thì các bạn lên xuống, lên xuống đúng không? Đây là cái bài tập số, cái bước tập số 5 đúng không? 5 6, số 5. Đấy, vậy này, vậy. Thường là người ta hướng dẫn người ta sẽ như vậy. Thì các bạn hát tiếng Việt nó sẽ khác với hát tiếng Anh, nhưng mà đấy là cái cấu trúc của bài hát như vậy. Thì có một đoạn nữa, đó là mình muốn giúp các bạn, đó là khi mà các bạn nét dấu phê, các bạn vào có điệp khúc cao trào, các bạn đánh cái ba lát nâng cao cho mình, đó là on the heavens trouble, on the heavens trouble. Thì các bạn đánh nâng cao, nâng cao này. Let your face shine on earth and the world will know you live for heaven. Show your grace, beautiful now God's universe is seen. Hallelujah.
cái cách đánh của mình. Thì thực ra thì nó phải là hội chúng nó phải hòa lắm thì mới làm được cái điệu như vậy, còn không thì chỉ đến cái đoạn ngâm về xong rồi các bạn hát lại một lần, bạn hát bình thường là đã hát hết bài hát rồi. Đấy thì thực ra thì có rất nhiều cái kinh nghiệm trong việc thờ phượng. Thì nó là cái năm tháng mà chúng ta làm cái công tác trong cái việc thờ phượng thì chúng ta sẽ có sự sức giàu của Chúa, sẽ có những cái mới mẻ, cái đột phá hay cái chia sẻ này, nó chỉ là một cái gì đó giúp đỡ các bạn có thêm một cái chút kiến thức để các bạn có thể hiểu được, để khi các bạn trình bày một cái bài hát để cùng với hội chúng có thể đến được gần hơn với Chúa thôi nhá. Thì đầu tiên là các bạn cứ quạt cho lộc cái bài này, các bạn nhớ cứ quạt cho lộc. Ok nhá, đấy thì nó chỉ như vậy rồi, điệp khúc này. Let your face shine on earth and the world in love you live. Xuống, xuống, đi xuống, xuống, đi xuống. Đó, sang này. On the heavens, our face. Chia sẻ cho các bạn như vậy, ước mong là các bạn sẽ có thể hiểu được và có thể ấy được. Còn thật sự là mình nếu mà chia sẻ chi tiết hơn thì mình không biết là chia sẻ như thế nào để cho chi tiết, mà mình ước mong là các bạn sẽ có sự tập luyện đấy, sẽ biết để ấy rồi. Còn nếu các bạn nào mới chơi và mới bắt đầu chơi thì các bạn phải tập những bài hát dễ trước rồi hát tập bài này nhé, tập bài hát dễ hơn bài này rất là nhiều rồi mới được tập bài này. Chứ còn nếu mà các bạn tập hơn bài này thì nó rất là khó hiểu, nếu người nào mới tập mới bập bẹ thì rất là khó. Mình không thể nào hướng dẫn cho người mới bập bẹ mà chơi một cái bài nặng ký thế này được, thì đúng là thật ra là nó cũng rất khó cho người hướng dẫn như mình nhá. Thì mình không biết là như thế nào để nói các bạn hiểu được, thì đó là những gì khả năng mình có thể thôi. Thì ước mong là sẽ có một cái góp ý, cái đóng góp nào đó để từ chỗ các bạn, để cho mình có thể phát hiện ra là mình còn thiếu sót, còn yếu, là mình sẽ giúp đỡ các bạn được những điều tốt hơn. Và các bạn hãy đóng góp nhá, đóng góp thật nhiều để những người khác có thể học từ bạn. Rồi, có lẽ là sẽ dừng ở đây nhá. Và cuối cùng là mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye. 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 Goodbye.